Đây là một hội sáu xa, bê lê một nửa đại ca. Xa xa là kẻ tự xưng pháo đài, sơ nhị khúc, zin càng dai. Anh trai còn lại có vài ba đinh, thủ lĩnh cả lũ chính là Wao Điên. Sáu người tội ác triền miên, liền lên kế hoạch cướp đồ khắp nơi. Tới đây là một cái đền, bên trong một đống những thằng bảo kê. Wao Điên vượt khó vì mê dây chuyền, đồn rằng nó mạnh thông thiên. 12 con giáp bay liền vào trong, trải qua một mớ bong bong, chiếc vòng cũng đã thuộc về sáu xa. Mà cha cái bọn sáu xa đẩy luôn Wao xuống làm ma đất người. Câu chuyện này thì có liên quan gì đến Minion và Gru? Gru ý chí hơn người, quyết tâm phải giữ bằng 10 ác nhân. Chuyện gì cũng phải bất tuân lẽ thường, rời trường bằng chiếc hỏa xa, đi ra dạp chiếu Quảng Bình xì hơi. Xếp hàng thì chẳng tới nơi, bắn ra một lít phô mai lên người. Nay Gru được dịp ngồi cười, sáu xa phỏng vấn tìm người thế oai. Gru chẳng ngán một ai, khoe luôn tin tức cả nhà cùng hai. Tương lai rực rỡ như da bọn này, thay luôn chiếc ghế của nhà Wao Điên. Nhưng Wao thì chẳng quy tiên, lấy tiền chiêu mộ vài thằng ớt ơ, mơ về một buổi tối đi lấy chiếc vòng, khiến lũ phản bội vào trong mới thôi. Đêm dài thì chậm chậm trôi, Gru đi phỏng vấn chẳng hề lôi thôi. Tam tai Kevin Stewart và Bob đi ra, cậu đi phỏng vấn cho tôi đi cùng. Gru thì hơi bị trùng, vì đám cộng sự khủng khủng điên điên. Gru chỉ muốn bình yên mà đi, tam tai chẳng nghĩ cũng mò theo sau. À đâu, còn có ô tô đi kèm. Địa điểm phỏng vấn xem ra dễ tìm, bên ngoài bán nhạc cùng phim. Ai ngờ tay bán là team đánh cờ, chờ mỗi một hệ là nhà phát minh, tạo ra mấy thứ linh tinh bầy nhầy. Ông bày cho cách đi vào mà thi, đi đến một nửa phòng thu, tặng cu luôn quả súng nhảy phòng thân. Gru đang mải phân vân, ông kia mới nhắc, đĩa than ngược rồi. Căn phòng biến đổi đưa Gru xuống tầng, phòng chờ toàn những thành phần tay to. Gru phỏng vấn chẳng lo, cơ mà nhóm 6 chẳng cho cậu vào, chê cậu tuổi nhỏ nháo nhào ham chơi, lại còn không mặc áo chùm cuối đến nơi trả lời. Biết điều thì hãy bơi ngay về nhà. Gru quyết tâm chứng tỏ chẳng gà hơn ai. Nhân lúc có kẻ ra oai, Gru trộm lấy dây chuyền rồi bay. Bê Lê cũng thấy sai sai, Gru đã thoát ra ngoài bấy lâu. Bên kia đối diện tầng lầu, tên oai đang nhắm đến đầu của Gru. Thằng cu bận bịu lu bu, phát hiện ra lũ lén đi theo mình, tình hình chẳng được thở phào. Năm đứa một phát chạy áo đi luôn, xe đạp phóng như chuồn chuồn, luồn đi lách lại rớt bà nó ô tô. Hai bên tiện thể tách ra, ô tô cầm đá đem ngay về nhà. Anh em còn lại lùa gà sáu xa, trải qua một loạt phong ba. Gru mở tiệc cha cha ở nhà, tất cả chỉ đợi ô tô cập nhà. Nhưng ô tô báo mẹ báo cha, lôi ra hòn đá đập không cả nhà. Hóa ra là cậu phê pha, gặp một sinh nhật tại gia, đem luôn hòn đá đổi ba dây chuyền, mặc cho cậu ngồi liên thuyên. Gru nghe thấy phát điên cái đầu, hỏi ngay sinh nhật ở đâu, rồi dứt khoát một câu đoạn tình. Thôi thì xuất chiến một mình cho xong. Dù Minion chờ mong, Gru quyết chiến trong cơn mưa rào. Ai ngờ địch đến ao ao, túm luôn cậu bé quẳng vào trong xe. Kevin thì cố rượt theo, nhưng xe thì chạy đi nhanh vèo vèo. Tính mạng cậu bé như treo trên mảnh, rành rành kẻ bắt chính là Wao Điên. Chỉ cần giao sợi dây chuyền, Gru sẽ được về nhà bình yên. Đào đâu ra sợi dây chuyền, Gru túng quá giao liền đá chơi. Wao Điên tức quá, hơi đâu mà đùa, lùa ngay cậu bé ra ngoài ban công. Giờ trông có chúa mới gồng nổi em, hoặc đem điện thoại tận tay, từ từ bấm số gọi ngay bà già. Ai dè Kevin ở nhà bê lô, nếu không muốn chuộc cái xác khô thì mang hòn đá đến ngay chỗ này. Kevin lập tức ra tay, dùng đèn chiếu sáng hỏi cung đêm ngày. Otto hợp tác khai ngay, may mà vẫn nhớ thằng cùng đổi trao. Cả bọn biết thế vội lao đến tìm. Otto béo mập bị ghim bên ngoài, để chuyện cho lũ tam tai xoay vần. Ai ngờ thằng nhóc cù lần, cho ngay ông chú thêm phần ngầu hơn. Otto đơn độc một mình đuổi theo, leo đèo lội suối quyết mình lập công. Tam tai thì mặc kệ ông, đặt mông xe bus tiến ra phi trường. Nhưng không lường trước phải mang theo tiền, ý tưởng thì nảy ra liền, mượn chút đồ đạc biến thành phi công. Ai ngờ cất cánh thành công, tổ tông phù hộ an toàn đến nơi. Nhanh nhanh cứu chủ cậu ơi, Gru hành hạ sắp thăng lên trời. Đường đi chẳng dễ như lời, dốc lên như thế giữa chừng hết hơi. Mở lời đi chuyến tàu chơi, khơi khơi đến đỉnh cũng là thành công. Trông ra lại thấy cả lò Wao Điên cùng mini boss sắp lên thiên đường, nương theo đồ vật trên tường. Cả lũ đột nhập chẳng lường hiểm nguy, ác nhân cũng chẳng bị suy. Nhìn thêm một tí biết ngay có trò, tam tai đành phải lò dò chạy ra. Ai ngờ chúng chẳng buông tha, chạy xa một tí ấy ra phố tàu. Minion bị đấm đến nhàu cả mi, may gặp cao thủ song phi, đánh cho tội phạm tứ chi dã rời. Tam tai như gặp được thời, mời ngay cao thủ chân chuyển cung phu. Ban đầu thì bảo không cu,
Lúc sau tội quá đành thu cả lò. Ở đây mọi sự trơn tru. Ai ngờ hang ổ bỏ bu nó rồi. Xấu xa đi kiếm con mồi tại gia. Minion đành phải nói ra. Nguy hiểm thật đấy. Xấu xa đến tìm. Tam tai thì chẳng biết tin. Chìm trong tu luyện sớm ngày leo rank. Ác nhân nội bộ phân tranh. Wow điên bị phản đến tanh cả lòng. Trong nhà còn mỗi Gru. Wow liền chiêu mộ thằng cu làm hầu. Otto thì sắp thành mồi diều hâu. May là lại có anh ngầu. Trả cho miếng ngọc lại thầu cả xe. Otto lĩnh vé tới ngay chỗ cần. Đường đi thì cũng chẳng gần. Ghé ngang ghé dọc thêm phần vui tươi. Đi xe chỉ thấy tiếng cười. Thêm 10 lần nữa cũng là ok. Gru công việc chẳng chê. Bê cho cá sấu chục phần thức ăn. Wow nhìn thấy chẳng lăn tăn. Ra tay làm mẫu cho ăn một lần. Con nào rồi cũng có phần. Nhưng thôi đói quá nó mẩn hoài luôn. Gru thấy thế chẳng buồn nghĩ suy. Huy động hết sức cứu ông bạn già. Wow điên cảm động thấy bà. Gru chẳng chạy mà còn cứu ông. Cậu bé từ kẻ làm công. Nặng thêm một phát thành cộng sự liền. Tam tai luyện tập triền miên. Hòng lôi ra được kẻ điên trong người. Sức mạnh lúc đấy nhân 10 phải hơn. Tam tai thì tính lơn nhơn. Đòi được sơn súng để tăng sức mình. Thình lình sư phụ tung ra một đòn. Đá cho Stuart bay luôn hai hòn. Son Son đã được một ngày training. Tinh thần thì chẳng thiếu đâu. Bob còn phát hiện cái đầu siêu nhân. Một thân lĩnh ngộ ra công thiết đầu. Còn lại thì cũng làm màu mà thôi. Võ công thì vẫn chưa trôi. Mà sao cả lũ vội vàng cứu Gru. Nào đâu biết chuyện thằng cu đang làm. Wow điên đi cướp ngân hàng. Kéo theo thằng bé họ hàng của tôi. Phi vụ thì cũng gọi là trôi. Mở ra két sắt thôi luôn đống tiền. Minion thì tới liền trong đêm. Lại thêm cả hội xấu xa. 3 giây là hủy cả nhà Wow điên. Wow hết sức buồn phiền. Cơ ngơi sự nghiệp đi liền một hơi. Ý chí thì đã biến đi nơi nào. Mặc cho Gru hô hào. Wow điên vẫn muốn buông lời chào thua. Gru chẳng muốn cu cưa. Đi ra khỏi cửa bắt ngay chuyến tàu. Mau đi xuống phố ăn mừng Tết âm. Ngờ đâu gặp được thằng hâm Otto. Cả hai hội ngộ mà mừng như điên. Otto đưa sợi dây chuyền. Căn nguyên đã khiến mọi miền rối tung. Ai ngờ chẳng được ung dung. Kẻ thù kinh khủng đứng chờ từ lâu. Chính là cái lũ xấu xa rút cầu. Gru thì bị túm đầu. Dây chuyền thì cũng qua hầu cho Bê Lê. Xe đâu một loạt phóng vèo. Cảnh sát giơ súng. Chúng mày tèo với tao. Bê Lê tỏ vẻ chẳng sao. Giơ cao hòn đá. Biến luôn thành rồng. Một thằng biến thành kinh công. Một ông thì hóa thành 30 dần. Thằng đần còn lại thì hóa thành trâu trong nhà. Bà sơ độc địa hóa thành rắn chuông. Bê Lê thù cũ chẳng buông. Đem thằng Gru treo trên đồng hồ. Tam tai phẫn uất kéo bổ ra tay. Bê Lê thì chẳng ăn chay. Hóa ngay cả lũ thành 3 con đần. Một dương một mão một dần đáng yêu. Nhưng còn cứu cánh hang riêu. Wow điên xuất hiện muốn thiêu cả lò. Mỗi tội là chẳng có chiêu gì dùng. Đánh được một tí đường cùng thấy ngay. Ai ngờ thằng điên xuất hiện đúng ngay lúc này. Tam tai đến lúc ra tay. Một húc một đạp đánh bay quân thù. Otto tranh thủ cứu ngay sếp này. Wow điên luồn lách rất hay. Nhanh thêm tí nữa cướp ngay dây chuyền. Nhưng rồi cũng bị một quyền đánh rơi. Tam tai cũng chẳng ngồi chơi. Dùng sư tử hống đánh cho tơi bời. Gru với lấy dây chuyền. Nguyên cho cả lũ biến thành chuột con. Xấu xa sau đấy chẳng còn. Mà Wow khi ấy cũng mòn hết thân. Ấy thế mà chỉ sang tuần. Đám tang cho gã làm buồn cả phim. Tin sốc đến mức bít ghim lên đầu. Nhưng trải qua một cuộc bể dâu, Wow điên vẫn sống biết đâu mà lần. Gru thì cũng nhanh chân quay lại quán đĩa. Tuyển ngay ông này. Chiếm thêm được cả tàu bay. Vũ khí đắc lực sau này cướp chăng. Kịch bản thì cũng đã căng. Thôi thì xin phép không lằng nhằng thêm.